6, 7 năm thực sự là khi đàn lên là ông thấy rõ ràng nó có những khác biệt. Rồi có những khác biệt làm sao bây giờ mình mổ xẻ, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái màn hình để Hoàng Hoàng nói chi tiết hơn về cái kỹ thuật nha. Rồi bây giờ Hoàng hướng dẫn các bạn xem cái thông số kỹ thuật của cái cây CLP675 nha. Rồi mình click vô và mình gõ cái chữ này cho Hoàng là CLP675 spec đó, mà Hoàng thích coi của trang usa.yamaha.com. Đó, click vô nó sẽ ra. Khi nó ra rồi bây giờ các bạn kéo xuống đây, nó đây này. Không, usa.yamaha.com. Click vào. Rồi, phần bên trên thì cái trang này nó là cái trang của hãng mà. Nó thể hiện đây, nó có hình của cây đó. Ừ, tiếp theo, cái cây này nó đã được thay thế bởi cây 775, thành ra là cái 675 nó là discontinue. Ở bên dưới nó sẽ cho mình coi những cái cây của nguyên cái cây 600 series, nó gồm có cái CLP 625 là cái nhỏ nhất, 635, 645 và cứ tuần tự ha. Rồi mình coi thì cây 625 á, Hoàng giới thiệu sơ sơ thôi. Cây 625 là cái kích thước nó nhỏ như cây IDP đó. Nó là cái cây giao thời thì, giữa cái IDP và cái CLP. Thì thường là dáng IDP nhưng mà hồn thì là của CLP, nó hay hơn. Rồi bỏ cái này đi, à, không muốn sao. Rồi các bạn xem nè, cây 625 rồi cây 635, kích thước của nó tự tự nhau không? 1461 1 1461. Rồi, cây cây này là cây 665 có chữ GP, tức là cái dáng của nó là dáng GP. Hoàng mở cho bạn xem. Dáng GP là cái cây này ha, CLP665 GP là dáng Grand Piano, GP là viết tắt của Grand Piano. Thì cái giá của nó là 6.200 đến 7.000. Thì 6.200 này là cho phiên bản mà màu màu bình thường không có bóng, còn 7.000 là phiên bản màu bóng. Rồi tiếp theo là 665, 675 là phiên bản upright bình thường, nó không có chữ GP. Rồi 685 cũng upright. Và 695 là phiên bản GP, không mở cho. Thì 665 là GP và 695 là GP ha các bạn ha. Và cái phiên bản này nó chỉ có màu bóng, giữa màu trắng bóng hoặc là màu đen bóng thôi. Đó, giá của nó vị chi là 8.500. 8.500 mình thử nhân nhé. 8.500 đô nhân cho 23 nè. Nhân cho 23 tức là 23.000 đồng 1 đô la đó. Thì ra nè 195 triệu. Coi như gần 200 triệu ghê ha. Đấy, một cây đàn piano điện mà dáng grand. Một cây này bên ngoài đẹp thiệt các bạn. Đẹp thiệt. Và mình đóng bớt tab đi cho nó dễ nhìn. Rồi và bây giờ mình cũng đóng cái này để mình so sánh những cái cây chính yếu thôi. Rồi. Chiều ngang của nó là 1461, 1461, 1461, 1461, thấy chưa? 635, 45, 75, 85 đều có cái chiều ngang như nhau. Đó, nếu mà cái phiên bản là polish finish, tức là cái màu bóng á, thì nó sẽ rộng hơn tí ra là 1467, 1466, 1466, 1466, thấy chưa? Rồi, vậy nó khác nhau cái gì? Nó khác nhau cái chiều cao. Đó, chiều cao nha. 635 thì 927, 645, 927. Nhưng 675 cao hơn tí. 967 và 1027. Rồi, mình cũng so sánh 685 với 675 luôn. Rồi cân nặng cũng vậy, nó cứ theo tỷ lệ các bạn quan sát này. Mình quên, mình còn nói cái chiều sâu nữa. Tức là trong tường đi ra đó là 459, 459 thì 675 là 465, 477. Rồi, cân nặng nó cũng tỷ lệ 56, 60, 69, 80 ha. Đó là kích thước, thường người nào mà mua đàn đều quan tâm cái kích thước và cân nặng. Rồi những cái này là đây, cái này là nó cũng ảnh hưởng đến các bạn cũng xem. Cái bàn phím thế hệ hồi trước là GHS rồi GH, GH3 và GH3X là cái viết tắt của Creative Harmon, là Hammer, Hammer là búa. Creative Harmon thế hệ thứ 3. À, thế hệ thứ 3. Rồi nó có cái gì? Nó có cái mình đang nói của 635 nhé. Synthetic Ebony, Ebony là gỗ mun, Synthetic là tổng hợp, là gỗ mun tổng hợp. Và Ivory Key Tops là Ivory là ngà voi.
Đó là có phủ cái lớp này nè, gỗ mun tổng hợp và ngà voi vào cái top, tức là cái bề mặt của cái phím, và nó có escapement. Escapement hoàng hiệu nhưng mà không biết dịch cho các bạn. Rồi, nhưng mà lên tới cái 645 này. Đây, cái 645 là nó có cái natural good, tức là cái má bên hông của cái phím nó có cái golden key. Đấy, tức là có gỗ đó, nhưng mà dành cho phím trắng thôi, không có phải dành cho phím đen. Và nó cũng phủ cái lớp gỗ mun này và ngà voi lên cái keytop, cũng có escapement luôn. Rồi, có cái điều đặc biệt lên cái bàn phím của 675 là nó có World Grand Touch. Thấy chưa? Grand Touch. Thì cái công nghệ này nó xịn hơn là công nghệ của NWX. À, cái NWX thì nó cũng giống cái GH3. Nó hơn là hơn cái gì? Nó chỉ hơn là ở hai cái ốp bên hông của cái phím là nó bằng gỗ thôi. Nó khác nhau giữa cái 645 và 635 ở cái má bên hông là bằng gỗ. Cái này không có bằng gỗ. Cái này có bằng gỗ nhưng mà Grand Touch thì cái cảm giác đánh nó khác hẳn. Cảm giác đánh nó khác hẳn. Rồi, tiếp theo mình coi cái gì? Mấy cái này giống 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 nhau. Giống nhau, không có gì để coi, giống nhau, giống nhau. Rồi tiếp coi mình coi cái gì nữa ta. Rồi, mấy cái này giống nhau. Cũng quan tâm. Đó ơi, mình coi cái ảnh hưởng đó là cái loa. Cái loa mà nó hay thì cái đàn nó hay. Hồi nãy mình nói phím rồi, mình nói kiểu dáng bên ngoài, rồi bây giờ cái loa. Thì cái 635 nó có 30W một bên, hai bên left right đó các bạn, bên trái và bên phải đó. Thì nó nhân 2 thì các bạn phải đây là 60 chưa? Rồi cái 645 này, cái kích thước loa của nó là 16 cm cộng cho 8 cm. Cho nó ra công suất là 25W, và 25W nó tỷ lệ xuống đây nè, và nó nhân đôi, tức là 50 50 là một nhân 2 là 100. Thấy chưa? 100. Đó. Rồi bên này, tức là bây giờ các bạn xem 635 nó chỉ có một loa một bên. Cái này hai loa một bên. Cái này có ba loa một bên nha các bạn. Ồ, thì đây là cái này là low nè. Cái này là mid nè. Và cái này là high nè, tức là bass. Âm treble là cái loa treble. À, xin lỗi xin lỗi. Loa bass, loa mid và loa treble. Đó, thấy chưa? Cho nên tính ra một bên ba loa thì hai bên sáu loa, vị chi là 35 50 80 8 9 là 105 phải không? 210. Gửi chưa? Vậy công suất của ngày 210, công suất này ngày 100, công suất của này 60. Ồ, các bạn thấy là các bạn hiểu luôn là hàng nào loa xịn nhất rồi ha. Loa là cực kỳ ảnh hưởng đến cái âm thanh trực tiếp của cái đàn khi mà mình sử dụng. Và đương nhiên các bạn thêm tiền thì các bạn sẽ có thêm này 685, cho nên 685 hiếm khi có lắm, hiếm khi có về cái là bán hết, mắc mấy cũng bán được. Đây, loa này các bạn xem, nó cũng 16 rồi 8. Nhưng mà cái 16 này á, nó ra công suất là 50 nha. Bên này 16 ra công suất có 35 mà. Khác không? Và cái này nè, nó còn khác nữa này. Cái Dome Mini, Hoàng cũng không giỏi về loa, nhưng mà biết là cái này nó là Super Trap. Mình hiểu vậy cho nó dễ. Rồi, nhưng mà hôm nay mình đang review cái 675 mà. Mình sẽ nói cái 675 nha. Đó, 675 dữ chưa? Có một cái khái niệm nữa mà Hoàng cũng muốn cho các bạn xem. Đây, phóng to ra. Đây các bạn xem, Great Hammer Action là cái phần action là nói về cái phần búa đó, phím và búa đó. Tức là các bạn xem nè, ở cái khu vực thấp nhất đến cái khu vực phím cao nhất, nó nặng và nó nhẹ dần. Thì cái cây đàn piano cơ thực sự á, ở bên ngoài á, là nó đánh những cái phím này là nó nặng, và nó sẽ tỷ lệ thuận, và càng ngày nó càng nhẹ lên, nốt cao nhất là càng nhẹ ha. Cho nên là cái đàn piano điện họ đã làm được chuyện này rồi, họ đã giả lập được cái chuyện này từ nặng đến nhẹ, giống như mà mình đánh cái cây piano cơ đó. Hoàng nói là càng ngày
càng cái cây piano điện họ càng làm nó giống cái cây piano cơ nhất có thể. Rồi, đó, sau khi mình phân tích kỹ thuật xong rồi, bây giờ mình mới thấy được tại sao nó khác biệt không? Rõ ràng loa nó lớn hơn, số lượng loa nó nhiều hơn. Nghe cái phần loa ở bên dưới nó đánh cái bass xuống này là nghe là đã rồi. Phần mid này, phần treble này nó tạp vào cái người mình á, nó đã chứ. Rồi tiếp theo là cái bàn phím, là bàn phím lên cái cấp độ này nó gọi là bàn phím grand grand touch. Grand là giờ của cây grand piano á, thì là grand touch là nó hiện thời là grand touch là dữ nhất rồi đó. Mà đàn nó cũng khác thiệt, nó khác thiệt. Ví dụ cây này hoặc cây 645 thôi là nó khác, đúng là nó đáng giá. Bây giờ mình khác á, mình cũng phải phân tích về giá tiền nữa nha. Cây 645 khi mua mới nó 53 triệu, còn cái cây 675 mua mới nó là 79 triệu, cho là 80 thì dễ nhớ. Một cây 53, một cây là 779, nó chênh nhau khá là lớn. Vậy khi mình mua cũ cây này đây là 40 mấy, mà không có nói rõ được cái giá. Các bạn này cứ xuống ở bên dưới này là nó có cái link, các bạn vô thẳng cái website. Bởi vì cái thời điểm các bạn xem là nó khác nhau, có thể là năm nay các bạn xem nhưng mà năm sau các bạn xem thì giá nó đã thay đổi, có thể nó giảm hơn rồi ha. Rồi, vậy thì bây giờ tính ra họ cứ làm đơn giản đi, 80 bây giờ 40 mấy thì còn phân nửa giá. Đó. Nếu mình có tiền mình mua bỏ 80 triệu để mình mua cây 7 CLP 745 đập thông luôn. Ôi, thích lắm, đã lắm. Tuy nhiên mình bảo mình tiết kiệm lại, mình cắt nửa đó, mình để dành cái tiền đó mình mua chiếc xe cũng được, mua được chiếc xe máy. Một phần đó là mình mua được cây đàn. Thì cây đàn như vậy á, sản xuất năm 2018 cho nên là 4 năm đó, thì xài vẫn còn rất là ngon, theo Hoàng là vẫn còn rất là tốt, cũng không cần phải khui đàn mới làm gì đó. Đó, quan niệm của mỗi người khác nhau, lựa chọn của mỗi người khác nhau. Thế loa rồi, bàn phím rồi, cái ngoại hình thì rõ ràng những cái cây này cái ngoại hình nó có cái chứa cái phần chữ Yamaha này, này càng ngày nó càng cao lên. Hình như ta 685 nó cao hơn tí nữa nữa, cao hơn tí nữa. Thì nhìn cái ngoại hình nó đẹp, nó các bạn xem giữa cây này với các cây bên cạnh kìa. Đó, các cây bên cạnh là cái dòng RP và dòng mấy dòng thường thôi, nó lùn lùn đó. Chuyển qua cái cây này nó cao, nó khác liền luôn. Về mặt cái ngoại hình thôi là thấy là bắt mắt rồi, và nó cũng to như vậy để nó chứa một cái lượng linh kiện, lượng loa, nó mới làm cho cái âm thanh nó bự lên được chứ ha. Rồi còn tất cả những cái mặt khác thì cũng thường thôi. Rồi sơn chĩa vào đây là sao, thì cũng thường thôi các bạn, nó cũng giống giống nhau thôi. 635, 645, 675, 685 gì đều có cái phần rhythm này, đều có phần rhythm này đó. Đó, cái này vui lắm á, có là rồi, đều có cái phần tiếng CFX và tiếng Woodstonofer được gắn thêm vào. Rồi trừ cái 635 ra thì không có Bluetooth, thì tới cái phiên bản này có Bluetooth. Thì bây giờ Hoàng chỉ cho các bạn chỉnh Bluetooth luôn nha. Các bạn nhấn vào phân giải, tiếp theo các bạn nhấn vào cái nút di chuyển này, di chuyển qua cái cột bên trái, di chuyển xuống dưới. Rồi tới đây nó có cái phần kia Bluetooth đó, click bên phải, click cái nữa. Rồi chẳng hạn nếu mà nó hiện thì là on thì các bạn click một cái cho nó hiện ra cái chữ pairing, rồi nhấn xuống pairing. Thì các bạn đây, Hoàng đặt sẵn một cái điện thoại kế bên, bây giờ mình bấm vào cái chữ pairing nha. Rồi nó chuẩn bị, thì bây giờ mình bên này chưa kết nối này, mình sẽ click vào. Rồi nó đã kết nối ha, vậy là pairing xong rồi đó, là kết nối. Vậy khi kết nối thì được cái gì? À, khi kết nối mình biến cái đàn trở thành cái loa, mình khỏi phải mua cái loa. Mình biến trở thành cái loa. Vậy đây, chĩa vào đây nè. Thì chẳng hạn mình mở cái YouTube đi. Đó, bây giờ là nó đã ra loa của cái đàn luôn rồi. Rồi nghe nhạc, xem phim gì đó trên bằng YouTube và bằng cái này luôn, rất là tiện lợi các bạn ạ. Rồi vậy thì rút rút lại ha, rút ngắn lại ha, thì tức là đàn ngoại hình rất là đẹp, loa lớn nên tiếng nó lớn,
âm thanh rất là hay, giải giải tần thấp, tần tần trung và tần tần treble á, rất là rõ ràng, chi tiết, sắc sảo luôn. Và phím thì là Grand Touch, cho nên là nó như cái đàn Grand rồi, nó khác biệt, công nhận là nó khác biệt khi đàn cái phím này với đàn 645 có khác biệt em ạ. Tức là nó thêm tiền thì nó thêm được những cái tính năng đó, công nhận là nó khác khác biệt. Thôi giờ đàn thêm chút xíu cho các bạn nghe ha. Rồi tiếng tiếng này thôi, còn chuyển qua tiếng crescendo đi. Các bạn, nếu các bạn cần thử cái đàn này, mời các bạn đến showroom của Hoàng để thử và mua ủng hộ bên Hoàng nhé. Cảm ơn các bạn.